mọi người chúng ta đi chi tiết thêm, hiểu biết hơn về cà phê và có những sự lựa chọn tính toán rõ ràng để chúng ta có thể tạo ra một phong cách riêng cho quán nhé. Xin chào các bạn, phong cách thưởng thức cà phê pha máy hay gọi là cà phê Arasso ngày càng phổ biến và đa dạng hơn. Vậy làm thế nào để chúng ta phân biệt cà phê, chọn loại cà phê và trộn lẫn lại chúng với nhau để tạo ra một hương vị riêng, một nét đặc trưng riêng cho mỗi quán? Hôm nay Cà Chai sẽ làm một video ngắn để hướng dẫn các bạn, chúng ta sẽ tìm hiểu xem hiện tại có những loại cà phê nào và làm như thế nào để chúng ta chọn lọc và trộn lẫn những loại cà phê để tạo ra sự đặc trưng đó nhé. Trước mắt các bạn đang quan sát đó chính là hai cối hạt cà phê. Hai loại cà phê này là những loại cà phê cơ bản nhất hiện nay, đó chính là hạt bên phía tay phải là Robusta và phía bên tay trái là Arabica. Và như chúng ta phân biệt cơ bản về những cái dòng cà phê như thế này, vì nhìn cái nhìn cơ bản thì những cái hạt của Robusta thì độ dày của cà phê nó dày hơn, tức là khi chúng ta hạt bề mặt cà phê nó sẽ dày hơn, và những cái loại của Arabica thì cái độ dày cà phê nó sẽ mỏng hơn, đó là nét phân biệt cơ bản. Vậy thì chúng ta sẽ xay hai loại cà phê này để thưởng thức xem những dòng cà phê của những loại cà phê sẽ có nét đặc trưng về mùi vị nè, về màu sắc nè, về cái lớp tinh dầu crema ở phía trên. Nếu như người dân gian chúng ta hay có một câu ví von, đó chính là cà phê Robusta giống như là sự mãnh liệt của người đàn ông. Vậy thì khi ra cái cà phê như thế nào để tạo ra sự mãnh liệt đó, các bạn cùng quan sát nhé. Chúng ta lắp cối vào trong máy xay, sau đó chúng ta sẽ nhấn khởi động. Lúc nãy mình đã nhấn khởi động rồi nè. Và bây giờ mình sẽ tiến hành dùng phin để chúng ta xay cà phê. Chúng ta vừa xay cà phê vừa vỗ nhẹ phần phin để cho lớp cà phê được tràn đều trên bề mặt phin. Chúng ta lấy một lượng vừa, sau đó đập vào. Dùng tay hoặc là dùng muỗng chúng ta có thể gạt đều cái phần phin này nha. Chúng ta sẽ gạt cái phần nhô phía bên trên ra. Sau đó mình sẽ dùng muỗng nén. Trong máy. Mời các bạn cùng Ca Chan sẽ chúng ta xem màu sắc của hai ly cà phê của loại Robusta nha. Rất là nhanh, với mấy pha cà phê Ca Chan thì với 20-25 giây chúng ta sẽ có ngay hai ly cà phê Arasso. Các bạn cùng quan sát cái mùi vị của loại cà phê Robusta này không thể trộn lẫn vào đâu được, khi chúng ta đứng khoảng cách xa như thế này thôi thì hương vị cũng rất là thơm và nồng nàn, nó khiến cho chúng ta không thể nào mà quên được. Rất là nhanh đúng không các bạn, hai ly đây. Vậy các bạn cùng xem lớp crema bên trên trông rất là sánh và rất là đẹp. Những theo như mình quan sát về đặc điểm cơ bản thì chúng ta nhìn một cách khái quát thì loại cà phê Robusta này thì màu cà phê các bạn có thể thấy màu rất là đậm. Tính chất của cái loại cà phê Robusta này thì là cà phê đậm nè, có vị đắng này. Cái mùi của nó thì như mùi thổ dừa khi chúng ta khai thác, tức là cái độ nồng của nó rất là cao. Vậy thì ngoài Robusta thì vị cà phê như thế này thì hãy xem thử cà phê Arabica thì hương liệu cà phê cũng như là cái hương vị của nó sẽ như thế nào nha. Mình sẽ tháo cà phê này ra. Trước khi chúng ta lấy được cái loại bột của loại cà phê Arabica thì chúng ta sẽ xay một lớp phần phía dưới để lấy hết được cái loại cà phê Robusta lúc này.
Và người dân gian chúng ta hay ví, cũng có một câu ví von với loại cà phê Arabica, đó chính là sự thơm nồng, nhẹ nhàng, thanh thoảng của người phụ nữ. Thì các bạn cùng xem để xem màu sắc và cái hương của loại cà phê này như thế nào. Ngay từ lúc này thì mình cảm nhận cái mùi cà phê của loại Arabica, thì cái hương của nó thanh thoảng, nó không đậm đậm và nồng nhiệt mà nồng nàn như loại cà phê của Arabica Robusta nha. Đây các bạn có thể xem này. Đấy. Thì mình sẽ đặt xem. Đấy, như các bạn thấy không? Rất là nhanh chóng chúng ta đã có những ly cà phê Arasso. Để phân biệt những loại cà phê như thế này, Sekasa sẽ làm một video để nhận xét cơ bản để cho các bạn thấy được sự khác nhau cơ bản về những loại cà phê. Phía bên tay phải các bạn, như các bạn cũng quan sát vừa lúc này, đó chính là loại cà phê của Robusta. Thì các bạn thấy không, cái màu của Robusta thì cái độ đậm, nó có cái độ đậm và màu sắc nó sẽ đậm hơn. Còn phía của bên cà phê Arabica thì màu của nó không được đậm bằng, và cái hương thơm của nó thì không có nồng nàn giống như là của Robusta, nên người ta mới nói Robusta là loại cà phê nồng nàn, hương thơm mạnh mẽ, đậm đắng, giống như bản lĩnh của người đàn ông vậy. Còn về phía cà phê của loại Arabica thì nhẹ nhàng hơn, mùi hương thoang thoảng hơn và phù hợp với những đối tượng là chị em phụ nữ chúng ta. Vậy thì để làm sao tạo phong cách quán chúng ta vừa đáp ứng được nhu cầu thưởng thức của người đàn ông và vừa đáp ứng nhu cầu thưởng thức của người phụ nữ, thì mỗi quán tạo ra sự khác biệt sẽ có sự trộn lẫn hai loại cà phê với nhau để làm ra mô hình chung, kết hợp lại với nhau để phù hợp chung cho quán của mình. Mong rằng video này sẽ hướng dẫn mọi người chúng ta đi chi tiết thêm, hiểu biết hơn về cà phê và có những sự lựa chọn tính toán rõ ràng để chúng ta có thể tạo ra một phong cách riêng cho quán nhé.